Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thể loại 12 game. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. Postmaster, let's go. Player 1, choose. Wow, 19 không trúng. Cái này phải chốt được tầm 24 hay 25. Wow, ông ta ném bằng thịt luôn. Ok, let's go. Chúng ta có đai luôn không? Betty. Đây là một cô nàng rất là hổ báo luôn. Wow, hơi cao. Let's go. Xảy đi. Ok. Cô ta ra đi. Finisher. Fatality. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Subway Surfer. Let's go. Tựa game này rất là hay update và ra những phiên bản rất là đẹp mắt. Nhạc lại mới này các bạn ạ, nghe rất hay luôn. Let's go. Thank you.
Ok, không ăn được cái kia rồi. Oh my god, chết rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 3, Super Cup Battle 2. Let's go. Wow, một cô thiếu nữ. Nhưng mà khi tắm xong thì cô ta thành một bà già, nhìn rất là xấu xí luôn. Cái này này rất là giật mình. Và anh cũng khiếp luôn. Let's go. Ok, xem có con ma không? Wow, một con ma rất là to. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, It's Hollow Cloud. Đây là một tựa game kinh dị và là một tựa game rất là hot trong những tháng vừa qua. Và tựa game này thì mình sẽ chơi Chapter 2. Let's go. Chapter 1 thì các bạn phải tiêu diệt ông It's Hollow Cloud này. Và Chapter 2 thì các bạn sẽ phải phá tan nơi mà ông ta đã từng rốt con người vào trong đây. Các bạn phải đi phá tan những cái khu này. Wow, 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 một viên gạch. Let's go. Rồi, mình sẽ vào trong. Ở trong đây thì có một cánh cửa. Mình sẽ mở ra xem trong này có gì không. Không có một cái gì. Tiếp tục, mình sẽ đi về trong sau. Let's go baby. Một tấm gỗ. Ok đây, không có gì. Rồi, và mình sẽ mở cánh cửa đá này. Thank you.
cơ. Đặt một viên gạch xuống đây. Rồi, mình sẽ chui vào trong. Đây là những cô gái này còn sống này, nhưng mà cô ta không thể cứu được nữa. Và cô ta trao cho mình một chiếc chìa khóa. Rồi, mình sẽ dùng cái này. Ok, let's go. Let's go. Rồi, cưa cái này nào. Ok, mình sẽ đặt thanh gỗ vào trong đây. Sau đó thì mình sẽ lấy một tấm một chiếc xẻng. Rồi mình sẽ quay lại chỗ cũ và đào cái hố kia lên xem có cái gì trong đó không. Let's go. Ok, let's go. Đào lên thôi. Một quyển sách, đây là một quyển sách gọi hồn. Wow, wow, wow. Rồi, mình sẽ đặt quyển sách gọi hồn vào trong đây. Để xem gọi hồn ai. Một cậu bé, ok. Let's go, và quay lại thôi. Ok, cánh cửa đây mở rồi. Và trong này thì có hai quả bom. Mình sẽ dùng hai trái bom này phá tan nơi này. Đặt vào hai cái bình ga. Let's go. Bình ga thứ nhất. Và một bình ga trong này. Ok, let's go. Tan đây này rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Brass Ninja. Let's go. Không chết, mình phải cắt cái gì để cho cái này nó rơi nổ luôn, đúng không? Ok, let's go. Không được, vậy thì sẽ chết cả hai. Bay ngay. Nếu mình như thế này thì mình sẽ phải dùng cách cắt xác vào nữa. Vẫn trúng. Làm sao để không trúng vào anh ta cơ. Ok. Mà anh này vẫn còn sống. Let's go.
càng ngày độ khó càng cao. Wow. Không được. Ồ, tắt rồi. Ok, let's go. Wow, vẫn chưa trúng. Sát thêm một tí nữa. Boom. Không được rồi. Làm sao để anh chàng kia không chết được. Ok. Suru. Let's go. Wow wow wow, chết ngay. Cắt đường này xem thế nào. Không được. Ok, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Mở đoàn xuống. Ok, và tựa game này thì mình sẽ hóa thân là một chàng trai. Sau đó thì sẽ phải đi tìm cách giải cứu cô bé này thoát khỏi ông M.R. Smith này. Ông M.R. Smith này là một ông bán thịt heo. Và ông ta đã lừa cô gái này. Sau đó thì ông ta bắt cóc cô gái này vào trong nhà ông ta. Nhà ông ta thì bên trong không có mạng, không có đường dây để nó cắt, ông ta cắt hết dây mạng rồi dây điện thoại ông ta cắt. Và bây giờ thì mình sẽ phải hóa thân vào là một chàng trai và đi tìm những chiếc chìa khóa. Sau đó thì sẽ giải cứu cô bé này. Ok, let's go. Vào thôi. Ồ, đây không có gì. Một chiếc kìm. Mình đi trên, mình vào trong đây và tìm chiếc chìa khóa. Green cây, ok. Rồi, đây là chiếc chìa khóa để mở cửa sau. Let's go. Chui trong đây xem có gì không. Một chiếc kim. Ok, let's go. Rồi mình sẽ vào đây. Sau đó thì mình sẽ tháo lốp hai tấm gỗ ra. Hummus. Let's go. Ok, let's go. Và mình sẽ đi tìm một cái mã code. Không biết nằm ở đâu. Chắc vậy không có rồi. Xuống cái này xem.
Đây rồi, mã code đây. Tiếp tục nào. Ok, let's go. Rồi, bây giờ mình gặp ông ta là mình sẽ bắn ngay. Nhưng ông ta sẽ có đây, mình nhân tiện sẽ lấy cái này. Let's go. Blue cây. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Murder Stick. Let's go. Fucking Game Studio. Ok, let's go. Fire. Ready. Go. Let's go, let's go. Wow, wow, wow. Wow, cả người nhận rồi. Ok, mình sang cái này. Wow. Legendary.
vỏ đồng thế. Trên 6, còn 6 trên 6 cơ. Kinh nhỉ. Wow, rất là dài luôn. Có nhà đây. Máu mình xong hết rồi. Ok, let's go. Mình sẽ đợi anh chàng này. Đưa dậy người ta xem sao. Ok, let's go. Let's go. Legendary. Victory. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Marvel's Bullets. Let's go. Mở lên. Rồi anh chàng này thì mình sẽ phải bắn cửa này. Bắn xuống rồi. Ok, xuống rồi. Tiếp tục nào. Không rơi chúng anh ta. Bắn vào chân đi. Nếu không được, phải bắn hai phát. Ok, let's go. 3 phát. Vẫn chưa được. Ok, let's go. Wow. Rơi đâu. Tiếp tục. Tầm đây. Vẫn chưa được. Hơi quá rồi. Ok, let's go. Cái này phải như thế nào. Xảy rồi. Rơi đi. Wow. Rơi là ngon rồi. Tiếp tục nào. Không được, phải như thế này. Ok, let's go. Tiếp tục nào. Không được, mình phải chạy như thế nào để làm sao để giết được 4 người cơ. Vẫn chưa sang được bên kia. Trên lên này, một chút nữa. Nên một chút nữa. Vẫn không được rồi. Thôi đánh chiêu vậy. Hai sao thôi, không cần nhiều. Ok, let's go. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Trung Quốc Hero. Như dán luôn. Ah!
Ok, một anh chàng hero. Mình sẽ nâng cấp xe cho anh ta. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Ok, mình sẽ chọn anh chàng cái này đây. Yeah, check, check, this is Charles. I thought I'd give you a heads up. There's a guy down there, a bad guy. So, yeah. Good luck. Wow, hút cả một anh chàng luôn. Hey, good job there. Oh, so we should probably look for something incriminating. Something that we can use to prove that they're criminals, you know? I mean... All right, gentlemen, we've been tasked with developing new weapons for the crown. Any ideas? That's kind of thinking. Yeah. Good luck. We'll see you on the other side. No, we can't do that. Wow, man. You do realize how much a solid gold cannon would weigh, don't you? Dude, we totally got enough power. What do you think, man? Well, I'm still kind of new here, so I'm not really sure what to say. Oh, hey, you see that record sign? Where it says records? That'd probably be a good place to look, right? Let me just, help you get across that gap. Huh? Làm quả robot đi. Robot helper. Alright, here it comes. Let's go. Pardon? Okay. Press on. Okay, how does that open the door? Yeah, why don't you just let me take care of this? Bốn miss. Cho anh ta chảy luôn. Cho ok, let's go. Mình đã nhận được cái này. Oh man, I remember this. Oh man. I think nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Một con nhé. Hello, Mr. Spider. Boom. Anh ta ngất rồi. Alright, you got some evidence. Oh, wait. There's no way you're getting through there. Lots of guys, and there's lots of guns. That's all I'm gonna say. It looks like you can get around if you go through that air duct. Okay, let's go. Wow. And, that's it, though. Bây giờ mình sẽ tắt cái đèn xe này đi. Grid. What do you want me to do? Oh, giữa này. Okay, I'll reroute the power to a random room, that's fine. Tắt được rồi. Okay, let's go. Alright, Henry, you're almost there. I'm right outside, so just open the bay doors and I'll get you on the chopper. Hey, what are you doing? Yeah, we got a situation in cargo bay. Hey, there's a button on your earpiece. You should press it. Boom! What's going? Ok, let's go. Chuẩn thôi. This could be a problem. Ok, anh ta đã bị bắt. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Smiling X Groves. Let's go. Phần 1. Play. Let's go. Wow. Rồi và bây giờ thì mình sẽ mở ra và lấy một đồng xu. Mở cái cửa ra nào. Ok, let's go. Không biết anh chàng sếp mình đang đâu. Anh ta thôn biến hết và bắt nhân viên làm việc cận lực cả ngày và cả đêm. Ok, đây cơ hội mình sẽ thả cái này vào. Và khi thả vào mình sẽ phải trốn đi. Nếu không trốn đi thì anh ta sẽ leo vào bắt mình luôn. Anh sếp này còn đeo mặt lạ nữa, rất là kinh khủng. Đắp vào trong đây luôn. Và mình sẽ đợi anh ta xuống dưới và uống cốc cà phê. Uhu, anh ta đã vào uống rồi. Bây giờ mình sẽ đặt cái này. Đến cái màn hình còn đang có thể thu bên được mình. Wow, rất là kinh khủng. Đây các bạn. Ông ta rất là mạnh luôn. Ok, let's go. Mình sẽ đợi bằng này ra. Rồi, mở đây ra xem có gì không.
Một cái cạc. Cạc để mở cửa. Ok, xuống ra ngoài nào. Bắt đầu mình sẽ mở cánh cửa này ra. Khi ông ta uống cà phê, ông ta sẽ để quên một cái mật khẩu. Thế như mình đang bị phát hiện cho nên là đang có nha. Và đây là cái thang máy, mình sẽ trèo lên. Ok, mở thang máy ra rồi, mình lại trèo xuống. Let's go. Ok, let's go. Mình sẽ vào đây tìm kiếm thêm vài món đồ. Xem có gì không. Đây là cái gì đây? USB, đúng không? Một cái USB. Oh my gosh, để bắt rồi. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Let's go. Đây là một tựa game coi nhà và tránh con gấu của con gấu nó sẽ vào nhà và nó cắn các bạn. Thì các bạn cách chơi nó rất đơn giản thôi. Và đây có 3 phòng và một phòng ngủ. Một cái giường ngủ chứ không phải là một phòng ngủ. Ok. Thì ba cánh cửa đây, các bạn sẽ ấn vào từng tiếng một. Sau đó thì các bạn sẽ đóng cửa rồi bật đèn flash lên. Rồi đến cánh cửa thứ hai. Đóng cửa rồi bật đèn flash. Ok, let's go. Cánh cửa thứ ba rồi. Cũng vậy nhá. Ba cánh cửa các bạn đều phải vậy. Đóng cửa rồi bật đèn flash. Nếu các bạn bật đèn flash trước rồi các bạn đóng cửa thì khi con gấu ở gần đó thì nó sẽ lao vào nó cắn các bạn luôn. Thì khi các bạn đóng cửa thì nó sẽ nghe tiếng động, sau đó thì nó sẽ chạy đi. Và thường thì tầm khoảng tầm từ 4 đến 5 giờ sẽ có một con gấu nó sẽ hay vào trong phòng ngủ các bạn. Thì các bạn phải xoay liên tục cả cái phòng ngủ đó nữa, nếu không thì các bạn sẽ bị nó cắn chết và nó sẽ rủ nhiều con vào. Ok, let's go. Cách chơi rất đơn giản thôi. Đó, các bạn càng coi được nhiều thời gian càng tốt. Ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.